Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, hành trình tìm lại sự sống trong ký ức ám ảnh. Chào mừng cô và các bạn đã đến với video thuyết trình của em. Xin tự giới thiệu, em là Đinh Yến Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B, thành phố Hà Nội, một ngôi trường đã có bề dày truyền thống. Em ở đây với mong muốn mang đến cho mọi người một tác phẩm đã nhận được vô số giải thưởng văn học và được đánh giá là tác phẩm viết về chiến tranh cảm động nhất, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Bảo Ninh là cây bút làm nên diện mạo vừa độc đáo, vừa đa dạng cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Ông tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1952 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quê ở xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1991, ông được nhận giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Bảo Ninh viết về sự tàn khốc của chiến tranh, sự trái ngang của hiện thực, những bi kịch số phận, những đau đớn của tâm hồn với một tấm lòng trân trọng và yêu thương con người. Cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh đặt dấu mốc quan trọng và mở ra một lối viết khác về chiến tranh, cá nhân hóa, tái hiện cuộc chiến từ góc độ chủ yếu là bi kịch, kết cấu tiểu thuyết ở bên trong tiểu thuyết. Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh được chuyển ngữ ra 18 thứ tiếng, xuất bản ở 22 quốc gia trên thế giới, 7 giải thưởng và đề cử ở 6 quốc gia. Sức ảnh hưởng của Nỗi buồn chiến tranh không chỉ ở văn học mà còn ở cả nhiều lĩnh vực khác như lịch sử, nhân học, văn hóa. Cuốn sách là dòng hồi ức của Kiên, người lính may mắn sống sót trong chiến trận, đang sống ở Thầy Bình, nhưng tâm trí anh luôn tìm về quá khứ chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Tác phẩm là những suy tư, nghiền ngẫm của cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Các bạn chắc chắn sẽ bị ám ảnh bởi nhân vật chính rất nhiều khi đọc tác phẩm này đấy. Kiên là nhân vật chính trong tác phẩm. Đối với anh, nỗi buồn chiến tranh trong thời bình là sự ám ảnh dữ dội, đau đớn sau những ngày giải phóng. Từng trận đánh, từng con người, từng kỷ niệm đẹp đẽ vụt hiện lên rồi vỡ vụn theo chính sự sụp đổ của nhân vật. Nỗi buồn chiến tranh là tiếng gọi của quá khứ, của thế hệ đã nằm sâu dưới lớp cát. Mở đầu Nỗi buồn chiến tranh là hình ảnh cơn mưa rừng. Chính những cơn mưa đã đưa Kiên trở lại với chiến trường, trở lại với đồng đội của anh. Đêm đó là đêm mưa nặng hạt, Kiên mắc võng nằm ngủ trên thùng xe đi thu lượm hải cốt đồng đội. Trong cơn mưa đó, Kiên đã quay trở lại với chiến trường xưa, quay trở lại với trận đánh đẫm máu đã xóa sạch cả tiểu đoàn. Cảnh tượng tiểu đoàn Kiên đang tháo chạy trên sườn dốc, quán nửa tiểu đoàn đã tan tác, nằm gục xuống. Những thân thể còn sống, rách dưới, nát tươm, đang tháo chạy trong làn đạn kẻ thù. Từng hình hài có tên gọi bị làn đạn kẻ thù xé toạc, có người máu còn nóng hổi, có người thì hình dạng chỉ còn đọng lại chút buồn lỏng. Cũng ngay trong đêm đó, Kiên gặp lại tiểu đội của mình còn nguyên vẹn, lành lặn. Rồi Kiên phải tận mắt chứng kiến thần chết gọi tên từng người, lấy đi hình hài con người của họ. Những ký ức đầu tiên về tiểu đội, đẹp đẽ và thơ mộng, liền mạch và thương đau. Cái chết của ba cô gái trong đội giao liên, ba đồng đội của Kiên bị một đoàn thám báo ra tay sát hại. Cùng với đó là Thịnh Con và cái chết của Can, một người lính đào ngũ. Can đã chết trong cơn mưa rừng ngày đó, lạnh lẽo và âm u. Chính những cơn mưa đã chứng kiến Kiên nhiều lần kết liễu kẻ thù đầy man rợ, bởi chiến tranh đã lấy đi sự nhân đạo cuối cùng của anh. Mưa là chứng nhân cho cái chết, cho tuổi trẻ, sự hăng say và nhiệt huyết của Kiên cùng những đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Thật khó mà tưởng tượng nổi chiến tranh đã khắc nghiệt như thế nào, và thật may mắn rằng chúng ta được sinh ra trong thời buổi hòa bình các bạn nhỉ. Và tác phẩm cũng đã nhiều lần đề cập đến tình yêu và tuổi trẻ của nhân vật Kiên trong quá khứ. Phương, cô gái Kiên yêu năm 17 tuổi. Phương năm đó, hồn nhiên và trong trắng, tin tưởng vào sự lựa chọn cao cả của Kiên, tin vào sự lựa chọn của chính mình. Cho đến khi Kiên và Phương cùng đi trên một chuyến tàu, để rồi chính Kiên chứng kiến cảnh Phương bị hãm hiếp. Sự kiện bất ngờ đó gần như làm rạn nứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Những người phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời Kiên là tình yêu, là tình đồng đội, là sự tiếc nuối, chia ly, là tội lỗi và sự thương xót. Tất cả họ, tuy thời gian ngắn bó dù ngắn hay dài, đều đã rời bỏ Kiên. Chiến tranh đã tước đoạt của anh quá nhiều thứ, thế nên dù nó đã đi qua bao nhiêu năm, thì một mảnh hồn của Kiên vẫn bị chiến tranh chiếm giữ, khiến anh mãi mãi chìm sâu trong quá khứ. Đến đây, mình chợt nhận ra ý đồ của Bảo Ninh. Tại sao con người trong thời bình lại nhanh quên đến vậy? Không được phép quên, mọi người không được phép quên đi một đất nước đã từng chìm trong bom đạn. Thiên mệnh của Bảo Ninh là tìm về quá khứ và làm cho lịch sử sống mãi.
Rất nhiều lần mình nhầm tưởng Bảo Ninh chính là nhân vật Kiên trong tác phẩm, khi cả hai đều dành nửa cuộc đời làm lính, nửa còn lại cầm bút viết về người lính. Nỗi buồn chiến tranh là nỗi buồn của người lính bước ra từ cuộc chiến. Tác phẩm tái hiện những hy sinh, mất mát của dân tộc ta, là lời nhắn nhủ, cảm ơn từ những người làm công tác thu thập, tìm kiếm mộ liệt sĩ sau chiến tranh, những người từng là một phần của cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Thông qua Kiên, tác giả gửi lời nhắn nhủ đến những người lính bước ra khỏi cuộc chiến cùng toàn thể dân tộc: đừng bao giờ lãng quên quá khứ, đừng bao giờ quên đi những đau thương mất mát của dân tộc ta. Chúng ta cũng giống như lửa vậy, chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó sau nhà của ta, đem nó truyền cho người khác, và rồi nó trở thành tài sản chung của tất cả mọi người. Chính vì vậy, em mong muốn mang đến những giá trị mà tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh đã chạm tới trái tim em. Một nhà văn người Anh cũng từng nói, tất cả mọi trường học trên thế giới đều nên đọc tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Vậy tại sao chúng ta lại không các bạn nhỉ? Hãy cùng nhau tìm đọc cuốn sách tuyệt vời này ngay nào!